Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 của hệ thống diệt quỷ. Hãy ủng hộ A Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở đâu thì đó là ăn cắp là vi phạm bản quyền của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 27 của hệ thống diệt quỷ tám 180 Một đám quỷ hám tài Cho đến khi Vương Bình thu lại lưu lưu cầu của mỗi người Đại giáo chủ vẫn còn đang chấn động Gắt gao nhìn chằm chằm lưu lưu cầu Ở trong lòng của lão cũng tự nói à, không biết là thế nào Ê, Ta có nên uh, xin Vương Bình tiểu huynh đệ Mua mấy cái lưu lưu cầu về Cho cháu trai của ta chơi gây không đây Nghĩ tới đây Đại giáo chủ đột nhiên chấn động hai con ngươi lập lòe tự hồ như phát hiện một sự tình gì đó kinh dị lão nhìn lưu lưu cầu ở trong tay của vương bình kinh động như là nhìn thấy tiên nhân ta hiểu rồi ta hiểu rồi văn hóa ở nơi này quả thật là bác đại tinh thâm lấy lưu lưu cầu này để làm đồ chơi cho trẻ con cũng đồng thời gia chỉ thêm pháp khí vào kể từ đó trẻ con chơi lưu lưu cầu lớn lên nếu như mà đi đuổi quỷ thì cũng không có lạ lùng gì nữa thậm chí còn thoải mái mà cầm... mà hành động... Ây à, thật là... Vậy là rèn luyện trẻ con từ khi còn bé để bắt quỷ. Cho nên lớn lên mới lợi hại như vậy. Sau khi phỏng đoán ra, đại giáo chủ lại càng thêm giám định. Nhất định phải về nói văn Tì Căng một tiếng cũng sẽ học tập cách này. Vương Bình cũng không biết rõ ý đồ của đại giáo chủ. Hiện tại hắn đang thu lưu lưu cầu về. Nói như thế nào, hắn cũng là đánh đổi điểm thuộc tính. Vạn nhất những nhân sĩ đuổi quỷ này, nhất là cái nữ đạo sĩ ngốc nghếch kia lại muốn tự đi lại lấy lưu lưu cầu để bắt quỷ. Đến lúc đó họ thật sự là thảm rồi. Nếu như lưu lưu cầu là thứ gia trì thuộc tính mãi mãi thì còn tốt dùng được, nhưng quan trọng đây chỉ là đạo cụ gia chủ chỉ thuộc tính một lần duy nhất, lần này sử dụng hết lại phải tiếp tục gia trì thuộc tính, cho nên Vương Bình nhất định là phải thu lại. Hắn hiểu rất rõ Đám nhân sĩ đuổi quỷ ở đây đang chấn động Sự kiện lưu lưu cầu của mình đuổi quỷ Đám người nhận định Vương Bình tất nhiên Là để lưu lưu cầu động tay động chân gì đó Hoặc là gia trì đạo thuật gì đó lên Tỉ như là ngâm qua máu chó đen Hoặc là đồng từ nước tiểu Vương Bình nghĩ sau khi mình thu lưu lưu cầu về Cũng để cho bọn họ đỡ hiếu kỳ Thế nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp Đám nhân sĩ đuổi quỷ này sức tưởng tượng của bọn họ cũng rất bay cao, bay xa. Nữ đạo sĩ ngốc cùng Vương Bình đêm qua chấn thủ phương Nam cùng với các đạo sĩ khác đang tụ tập một chỗ thảo luận ầm ĩ. Vương Bình đi qua nghe, khóe miệng giật giật. Bọn họ là đang thảo luận xem làm sao để chế tạo lưu lưu cầu đuổi quỷ. Hiển nhiên lưu lưu cầu bắt quỷ ngày hôm qua đã làm cho bọn họ không thể nào quên được. Nữ đạo sĩ khuôn mặt phấn khởi, ở trên mặt ửng hồng, hai con người lập lòe mặc dù ta không biết là vương tiên sinh làm sao để làm cho lưu lưu cầu có thể có năng lực đuổi quỷ mạnh mẽ như vậy nhưng chúng ta cũng có thể làm lưu lưu cầu mà chúng ta mở ra một con đường riêng của mình chúng ta thực trực tiếp tự làm lưu lưu cầu của mình đi ví dụ như chúng ta có thể dùng kiếm gỗ đào để làm lưu lưu cầu này đem kiếm gỗ đào này lại lấy dây đấu mực và hồng tuyến để tẩm vào này còn khắc phù chú lên lưu lưu cầu này nàng đưa ra ý nghĩ toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ từng người đôi mắt phát sáng lập loè ý kiến hay đó thật sự là hay có tán tù kích động nói ở biện pháp này tốt à, dùng lưu lưu cầu làm mà gỗ đào lại còn khắc cả phù chú lên đó không phải là có gỗ đào và lá bùa kết hợp với nhau sao lưu lưu cầu có thể sử dụng rất nhiều lần kể từ đó chúng ta cũng không cần tốn tiền mua lá bùa nói đến đây các tán tu dường như là rơi nước mắt này đạo thống các ngươi Rồi còn có cả nhân sĩ chính phủ Thì không cần lo tiền mua bùa Nhưng chúng ta là tán tu Mua bùa là phải tốn tiền Mỗi một lần bắt quỷ còn tốn rất là nhiều bùa Ê, Hiện tại có lưu lưu cầu khắc phù chú Tiết kiệm được bùa Tiết kiệm tiền cho mình Cũng coi như là có tiền mua sữa cho cọt đó Càng nói càng hăng hái Có một tán tu kinh ngạc nói Trời ơi như vậy còn có thể là tiết kiệm cho quốc gia Nữ đạo sĩ đưa ra ý kiến Tất cả nhân sĩ đuổi quỷ giống như là mở ra một con đường mới Một nhân sĩ đuổi quỷ nói Kỳ thật chúng ta để cho quỷ nhập vào lưu lưu cầu Như vậy vung ra lưu lưu cầu Từ trong lưu lưu cầu bay ra một gương mặt quỷ Gương mặt quỷ há to miệng Sau đó hét lên một tiếng Ta là lưu lưu cầu hiệp, hiệp sĩ đây Thật là oai phong đó các người có biết hay không Có đạo sĩ thuộc đạo thống Chống cằm Ánh mắt lập lòe ánh sáng Kỳ thật chúng ta có thể làm lưu lưu cầu thành đạo cụ rất đơn giản mà chi phí cũng thấp này chúng ta đến uh, tiệm đồ chơi mua một cái lưu lưu cầu sau đó đem lưu lưu cầu thấm nước tiểu đồng tử hoặc là trực tiếp ấy đó cho nước tiểu đồng tử vào trong một cái túi nhét vào trong lưu lưu cầu mỗi một lần sử dụng hết chúng ta chỉ cần cho thêm vào là được rồi lần này vừa nói ra không biết là ai nhỏ giọng nói một câu huỳnh đệ biện pháp này của ngươi cũng tốt Ta cảm giác như sau này Nước tiểu đồng tử sẽ lên giá Đám người không có biết Bọn họ đang nhao nhao thảo luận Vương Bình đang ngơ ngẩn Thân sắc vô cùng quỷ dị Còn mẹ nó chứ Lưu lưu cầu tẩm nước tiểu Lưu lưu cầu bằng gỗ đào Nghe ý tưởng của bọn họ Vương Bình rốt cuộc mới hiểu rằng Tại sao người ta lại nói là tuổi trẻ sáng tạo Hắn có một loại cảm giác xúc động Còn mẹ nó Đây là một đám quỷ tài quá là quỷ tài. Trước khi đi, vương bình phát hiện thượng quan kiến quốc đang tìm nữ đạo sĩ trẻ kia, đang bàn về chuyện nước tiểu giá đạo sĩ như thế nào. thượng quan kiến quốc nói với hai người: các vị bằng hữu, các người có hứng thú gia nhập nhân sĩ chính phủ hay không? đây là cơ quan tổ chức đuổi quỷ chính thức đó. vương bình nghe vậy thì trợn hết cả mắt lên. này, ở à, đây là một biện pháp đột phá. Hắn lẩm bẩm như vậy Sau đó nắm chặt cây thánh giá đang đeo ở cổ Chỉ là một sợi dây chuyền bình thường Mà lẩm bẩm a a gì đó Phật là sai lầm sai lầm Vương Bình tiên sinh Ngươi đang làm gì vậy Trương Nghiên nhìn qua hỏi à, 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 tôi, tôi đang sáng tạo cái mới đó Là một hình thức cầu nguyện chung tây kết hợp đó Cầu nguyện cái gì à, Cầu nguyện à, Có lẽ là cầu nguyện cho thủ đoạn bắt quỷ của, của chúng ta sau này Đừng có đi lệch quỹ đạo gì sự kiện chấn áp tỏa yêu giếng thành công bởi vì lần này lưu lưu cầu xuất hiện cho nên hiệu quả không nhỏ vương bình cũng thu hoạch được thù lao rất lớn chính phủ cho hắn năm ngàn vạn thù lao đồng thời thanh danh của hắn lại càng vang dội truyền khắp nơi ở trong giới linh dị ở tương sở long sơn huyện ở trên một con đường ăn quả vặt nào đó vương bình cùng với huynh muội trương hạo lữ hoành vũ sở lị lị mấy người đang ngồi ăn ở trong tiệm có người nói vương bình tiên sinh này cậu lại lên tin tức ánh mắt của trương niên cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm à, tin tức tin tức gì vậy cho tôi xem một chút nào vương bình lấy ra điện thoại mở ra phần mềm đạo thật sự là trong giới linh dị đám người đã đưa tin lên cũng không phải là tin tức trong tivi mà bây giờ là tin tức nội bộ trong phần mềm đạo của giới linh dị mà thôi ấn mở xem thì phốc một tiếng đồ ăn ở trong miệng của vương bình phun ra cái này cái cái tên chó chết nào viết tin vậy không phải là cùng với tên lần trước chứ à kiện nó cho tôi biết này bộ soạn thảo văn bản của phần mềm đạo này ở đâu tôi tôi tôi, tôi thật sự là muốn cho hắn một cái đại đào bốn mươi mét đó đám người nghe vậy cũng nhao nhao mở phần mềm đạo ra xem khi xem đến tin tức này thì lập tức muốn phì cười chương 181 Cái này giống như là Conan nan Tin tức mới nhất của phần mềm đạo Ở trang đầu đó là Nam nhân 40 m Hỏa lực thiếu nên vương Ấn mở nội dung Hôm qua ở tương sở tỉnh Sự kiện tỏa yêu giếng âm khí bộc phát Vị vương gia của vương gia tộc xuất thế ngàn năm Lại một lần nữa tiếp tục thể hiện Lần này hắn không cầm trong tay đại đao 40 m nhưng phong thái vẫn uy nghi như cũ tay cầm dao phay chặt dây điện một đường hỏa quang sáng rực trời cứ như vậy giữa màn đêm tối tăm mù mịt hắn cầm lưu lưu cầu phát sáng rực rỡ hắn ngửa mặt lên trời hô to mệnh của ta là do ta hắn hóa thân bùm một cái thành hỏa lực thiếu lên vương một chiêu thiểm điện đánh tới làm cho con quỷ nổ tan xác đánh cho mộ tổ sụp tan thành bởi vì có hắn dẫn đầu Một đám hỏa lực thiếu niên vương đệ tử Trợ giúp các phương vị khác Dựa theo Hỏa lực thiếu niên vương 30 chiêu lưu lưu cầu Sử dụng ra để bắt quỷ Quỷ quái bị đánh tán loạn Thành công chấn thủ Sự kiện tỏa yêu giếng bộc phát âm khí Một trận chiến này Người thừa kế tương lai của vương gia danh tiếng càng vang rồi So với trận chiến ở ngôi chùa miếu kia Thì càng tăng hơn Đặt tên cho là hỏa lực thiếu niên vương Đến đây tin tức kết thúc Còn có ý cảm ơn Cảm tạ các nhân sĩ Đồng thời cũng cảm tạ hỏa lực thiếu niên vương Có người tồn tại thật là tốt Một bên vừa cảm kích các nhân sĩ Cảm kích các fan hâm mộ Người thừa kế vương gia Hai trận chiến đã chấn thủ được âm khí bộc phát Cho nên Người viết đối với hắn ái mộ cực kỳ Chuẩn bị giúp hắn lập ra một fan club Hiện tại đang chiêu mộ thành viên còn nữa, ai muốn gia nhập fan Club xin hãy gọi theo số điện thoại ở dưới. Vừa xem qua tin tức này, Vương Bình đã chịu không được, nghiến răng trợn mắt. Còn mẹ nó chứ, cái tên chó chết nào viết vậy? Hắn không nhịn được quay sang thượng quan kiến quốc. Này 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 này, cái tên nào viết lên tha lên thiên vậy? Tặc, ta, ta đang hoài nghi đó. Cái tên này không phải là nhà báo mà trước đây tên này là một học giả hay là một tiểu thuyết gia gì đó mới viết được mùi mẫn như vậy đó nghe vậy thượng quan kiến quốc giờ khóc giờ cười nhưng mà vương bình tiên sinh người xác thực là cầm lưu lưu cầu giết quỷ mà bất quá hề hey, cái này cũng thật sự là hư cấu bọn họ đâu có nghe qua vương bình tiên sinh hô cái gì mà mệnh ta do ta chứ không do trời nói đến đây đúng là giống như mấy tiểu thuyết võ hiệp thường hay nói người kia có lẽ là tác giả viết tiểu thuyết mà chuyển sang đi làm nghề linh dị vương bình liệu rằng sẽ có vác đại đao dài 40 mét Đi tìm người viết tin kia mà chém hay không Thượng quan kiến quốc vội vàng nói "Ờ ờ à, à, Mặc dù là viết bố láo một tí Nhưng mà vương tiên sinh Tốt xấu gì thì cậu cũng nổi danh Mà hiện tại thanh danh của cậu hiển hách Ê, Lại còn có các em gái Vì hâm mộ cậu mà lập fan club đó Nói xong lời này Vốn dĩ là Thượng quan kiến quốc muốn an ủi vương bình một chút Đừng nói là hắn Kể cả bọn Lữ Hoành Vũ là một mãng phu Cùng với chữ Trương Hạo và Hứa Kiệt Phi đều cũng rất hâm mộ. Đều lan lộn trong giới đuổi quỷ, vì sao Vương Bình tiên sinh lại ưu tú như vậy? Bọn họ cũng muốn có fan hâm mộ có được hay không? Ê, cái gì cơ? Là, là fan hâm mộ. Vương Bình sững sờ, hắn cũng chưa có xem phần sau của tin tức. Hắn cúi đầu xuống, nhìn điện thoại. Sau khi xem xong, sắc mặt của Vương Bình đột nhiên thay đổi. Lật nhanh như là lật bánh tráng vậy. Hắn cười tủm tỉm, thần sắc vui vẻ nói à, Thật sự là có fan club Ê tôi hiện tại nổi danh như vậy sao <laughs> Như vậy liệu có thể nhận được phong bao lì xì hay không nhỉ các người Đám người cạn lời Biết mình nổi danh đến mức Có fan hâm mộ muốn thành lập fan club Vương mình cực kỳ oai phong Lại muốn hô to một tiếng Này đại ca đại đao 40 mét Ê muốn có phong bao lì xì Sau một phen nói chuyện phím Đám người tiếp tục đứng dậy đi dạo phố lần này vương bình cũng không có quay về bằng thành sớm dù sao lão cha của mình đang đi ở bên kia bằng thành lão trần cũng đang săn dò tin tức mượn cơ hội này vương bình loanh quanh ở long sơn huyện chơi một chút kinh phí đi lại cũng đều là chính phủ lo long sơn huyện rất náo nhiệt cũng không có kém gì bằng thành các em gái lại càng xinh đẹp nói một câu như vậy xong các em gái ở tương sở cũng rất là xinh đẹp Vương Bình một đường đi thì cảm thấy vô cùng là xúc động Các em gái này ấy mặc váy ngắn ấy thật sự là đáng yêu mà Wow Cái đùi kìa cái đùi kìa cái mông kia Wow Ê ê ê Vương Bình lẩm bẩm ngâm nga một bài hát Cùng với Thượng Quang Kiến Quốc và bọn Trương Hạo đi trên đường Trên đường đi náo nhiệt đột nhiên chuyển đến tiếng kèn Sona na âm thanh giả dích từ xa truyền tới ngoài tiếng kèn còn có cả tiếng chiêng trống thanh thế rất lớn bọn vương bình sững sờ này đây có phải là ngày lễ gì đâu mà lại tấu nhạc vậy chắc chắn đây là nhạc hiếu đang nghĩ ngợi ở chỗ vương bình trên đường đi ẩm mỹ dòng người tản ra hai bên trên đường phố để cho đoàn kia đi trong chớp mắt toàn bộ đường đi rộn ràng con đường trống trải mọi người lập tức đưa mắt qua nhìn vương bình thấy người ta tránh ra mình cũng đứng qua bên đường nhìn ở trên đường phố có một đoàn người đi tới những người này đốt tiền giấy có hai người dẫn đội một người trên tay còn cầm một cái khung ảnh một người đang tay tung tiền giấy khắp nơi ở đằng sau cũng có rất nhiều người có tám tráng hán đang khiêng một bộ quan tài đây là người có tang đây là đội hình đưa tang tiếng nhạc hiếu tấu lên tiền giấy bay đầy trời cả một con đường đang náo nhiệt lại hình thành một khung cảnh có trông kỳ dị mấy người thượng quan kiến quốc nhíu mày cùng với vương bình nhìn về phía đội tăng lễ đội tăng lễ đi qua không lâu không đợi vương bình nói ở đằng sau lưng chuyển đến âm thanh Lạ vương Lạ vương này đây là người thứ mấy rồi là người thứ sáu đây này chết nhiều như vậy sao Hí đúng là triệu hoán thần long mà Ê thần long cái chứng giá nhà người đừng có nói mỏ người ta nghe thấy người ta đánh cho bỏ mẹ bây giờ đánh cái gì hiện tại toàn bộ à, những người ở đây đều đang đồn đại ấy thêm tôi cũng đâu có sao đâu này ấy xem thật kỹ xem vậy là chết một người nữa thôi là thành đủ bảy anh em hồ lô trong phim hoạt hình rồi này ai nói với cậu như vậy thì được cứ đứa bé con nhà tôi nó xem vô một hình nó nói đó đúng rồi lão vương ông tuyệt đối cũng đừng để à, đứa bé con nhà ông chơi với cái đứa bé sao chổi kia nha đừng có dính dáng tới là vận rủi đó có biết hay không vương bình thuận theo âm thanh nhìn về phía sau lưng người đang nói chuyện là ông chủ tiệm tạp hóa cùng với một ông chủ sát vách hai người tuổi cũng độ ngoài ba mươi đang nói chuyện hai vị lão ca các người các người đang nói cái gì vậy vương bình đi đến trước mặt của hai người nói này à, à, đến đây đến đây à, bánh bao đây hai đồng một cái à, bên kia bán cái gì vậy ấy bên kia cũng là bánh bao ngon đến đây đến đây vốn dĩ hai người này cũng không muốn nói chuyện này với vương bình cho nên nghe vương bình muốn đi vào cửa hàng lập tức đem chuyện bán bánh bao nói ra biểu hiện của hai người chứng minh vương bình là thượng đế ở một cửa hàng Ba vị bắt đầu lẩm bẩm Tiếp tục dì dầm Này đội đưa tang vừa rồi à, Là người nhà của khách sạn Diêu Thành Quân đó Diêu Thành Quân này là khách sạn lớn nhất ở đây Lớn nhất ở khu này Là một gia tộc kinh doanh Mấy tháng gần đây nhà của Diêu Thành Quân ấy vậy Mà có đến 6 người đã chết đó à, Hôm qua hình như chết là nhị bá của Diêu Thành Quân Lúc nãy đưa tang phải không Người nói chết một người còn tốt Là chết đến 6 người đó Thật là tà môn Hiện tại mọi người đang đồn đại là Nhà Diêu Thành Quân lại tiếp tục chết người Bởi vì Diêu Thành Quân đã nhận nuôi một đứa bé sao chổi Vận rủi mới nhập thân như thế Là sự tình quá trùng hợp Từ khi Diêu Thành Quân mấy tháng trước Nhận nuôi một đứa bé trai Đứa bé trai giống như là sao chổi Từ đó trở đi nhà của Diêu Thành Quân liên tục có người chết Nghe mấy ông chủ cửa hàng này nói Vương Bình bỗng nhiên quay lại hỏi Này Ta nghĩ sợ không phải là sao trời đâu Đây là con an đó Đi đến đâu là có người chết đến đó đó Chương 182 Ngươi nhìn ta làm gì Ở một tòa biệt viện cách không xa phố ăn vặt Tại nhà của Diêu Thành Quân Lúc này ở trong biệt viện Có mấy cái vòng hoa đang dựng Xung quanh một bộ quan tài Cửa lớn của biệt viện mở ra Ở trên đây bày một cái bàn Mấy chục cái ghế Có đầy người đang ngồi Ai cũng mặc tang phục ở Trung Quốc rất rộng, mỗi một địa phương đều có sự tổ chức tang lễ khác nhau. Có đôi khi cho dù chỉ là cách xa nhau một thôn, nhưng cách làm tang lễ giữa các thôn cũng không có giống nhau. Ở trong nhà của Diêu Thành Quân tập tục chính là thổ táng. Mặc dù quy định hiện nay cũng không cho phép thổ táng nữa, nhưng bởi vì tổ tiên của Diêu Thành Quân là tài tài chủ địa phủ, cho nên đã mua nửa ngọn núi ở gần đây làm nghĩa trang cho gia tộc bọn họ. Hôm nay tang lễ xong xuôi, theo tập tục, đám người sẽ để một đêm thăm viếng. Sáng ngày mai sẽ đem quan tài của nhị bá bọn họ hạ huyệt. Hiện tại, thân thích của Diêu Thành Quân đều đang ở đây. Tự hồ như bọn họ đang cãi lộn chuyện gì đó. Mà Diêu Thành Quân kia sắc mặt trông cũng rất khó coi, thân sắc rất mệt mỏi. Sau lưng của lão, có một đứa bé trai độ 10 tuổi. Bộ dáng của đứa bé trai rụt rè, một đôi tay nhỏ nắm chặt lấy áo của Diêu Thành Quân. thành quân người đó chừng nào thì đem diêu đồng đưa đi đi một người nhìn qua lớn tuổi có vẻ là đại thẩm chất vấn diêu thành quân bà ta nói ra lời này thân thích xung quanh cũng quay mặt sang vô ý nhìn về diêu thành quân sau đó liếc sang đứa bé ở đằng sau lưng của hắn đứa bé sắc mặt sợ hãi còn mọi người sắc mặt chán ghét đối với lời của đại thẩm diêu thành quân tự hồ không nhịn nổi cố gắng kiềm chế lửa giận ở trong lòng bây giờ lại hét lên ta thật không hiểu các người đang nghĩ cái gì nữa đồng đồng nó chỉ là một đứa bé các người vì sao lại đem mọi tội tình lại đổ lên đầu của nó vậy không trách đó thì trách ai cái sao chổi này vừa xuất hiện thì nhà của chúng ta đã bắt đầu có người chết đó thành quân có người đứng dậy phản bác đây đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi diêu thành quân cả giận nói lập tức lại có người đứng lên người này là một lão trung lão trung niên trùng hợp sao chổi này vừa tới ba ngày ra ra liền chết tiếp theo là nhị ra ra đây mà là trùng hợp sao này ở à, loanh quanh rồi còn chết mấy người chứ không phải là hai ngươi ngươi định để cho người của diêu ra chết hết ở uh, người mới hài lòng hay sao giống như là một tảng đá ném xuống mặt hồ lời của vị trung niên kia nói rất rõ ràng Toàn bộ người của Diêu gia ở đây bộ dáng đều căm phẫn, nói thẳng là muốn Diêu Thành Quân đem đuổi Diêu Đồng đi. Diêu Thành Quân tức giận, run run rẩy rẩy nhưng cũng không thể chối cãi, cuối cùng chỉ đập bàn một cái, không nói một lời. Thấy thế, lão trung niên lại lặng lẽ đưa mắt nhìn Diêu Thành Quân. Ta đã liên hệ với bên cô nhi viện rồi, bọn họ nói chúng ta không thích hợp để nuôi Diêu Đồng, bọn họ ngày kia sẽ đem Diêu Đồng đi đó. Lần này thì bốp một tiếng Diêu Thành Quân đứng phát dậy Hai mắt như muốn phun ra lửa Nổi giận lôi đình Còn mẹ nó chứ Đồng đồng là con trai của lão tử Lão tử không đồng ý Ai dám đuổi nó đi Ta đuổi người đó đi Có tin không Lão tử đuổi nhà ngươi đi trước đó Lửa giận đầy trời Ngay trong giờ khắc này bộc phát Hắn giống như là một con gấu điên vậy Phát cuồng Nhưng con gấu điên này cũng không gây cho đám người khiếp đảm, Ngược lại cũng làm cho đám người nổi điên lên Thành quân Người người làm sao lại nói chuyện với tam thúc như thế Người không hiểu đạo lý tôn sư trọng đạo hay sao Thành quân Người gạo giống cái gì vậy Tam thúc là muốn tốt cho mọi người Diêu thành quân rằng co Với người của Diêu ra Mắt thấy thậm chí còn chuẩn bị đánh nhau Lúc này có một âm thanh vang lên Ê, Đánh nhau đánh nhau à Đứng dậy Nào đánh đi đánh đi Diêu thành quân người ra quyền đánh đi Đại thúc kia Người ra cước mà đỡ hắn đi còn gì Lúc này Vương Bình và bọn Trương Hạo đi tới Mà người lên tiếng không cần hỏi Cũng biết chính là Vương Bình Căn bản cục diện còn đang dương cung bạt kiếm Đám người của Diêu Thành Quân lập tức sừng sốt Nhìn về phía Vương Bình Cùng lúc đó Vương Bình đi đến trước mặt của Diêu Thành Quân Vỗ vỗ bả vai của Diêu Thành Quân nói Diêu Thành Quân, ngươi ra quyền sao? ấy ngươi không phải nói là ngươi muốn đuổi Tam Thúc sao? Tranh thủ thời gian một quyền, tiễn lão thăng thiên luôn đi. ấy sau đó, Vương Bình lại nhìn về phía Tam Thúc. Đánh đi, đánh đi, đá Diêu Thành Quân đi. ấy lão già già, thì phải ra về lão già già đi chứ. Nói xong, Vương Bình lại nhìn về phía đám người của Diêu Gia phất tay. Này, ta nói các người đang diễn phim gì vậy? Đừng có bộ dáng ngươi nhìn ta làm gì, ta nhìn ngươi như thế. ấy đứng dậy đi đánh nhau đi đừng sợ đứa nào sợ đứa đấy không phải là người đánh bỏ mẹ đi này 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 vị kia vị kia đúng ta nói người đó người đó vừa rồi ngươi mắng hung hăng như vậy mà lên đi ngươi không nghe qua một câu nói của khổng tử sao có thể động thủ thì cũng đừng có kiềm chế ngay lập tức cục diện yên tĩnh mọi người lặng ngắt như tờ diêu ra từ trên xuống dưới ngây ngẩn vốn dĩ là đang dương cung bạt kiếm như vậy lại thành cả một bầy ngây ngẩn càng bằng đầu óc bọn hắn chỉ có một ý nghĩ thằng này là ai vậy nhìn xem vương bình lại còn đang xui đám người đánh nhau một bộ dáng là các ngươi giống như là khỉ tranh nhau chối vậy tam thúc kỳ lửa giận ngay lập tức dập tắt kinh ngạc hỏi diêu thành quân thành quân ở người này là ai diêu thành quân cũng sững sờ mờ mịt lắc lắc đầu ta ta không biết hắn mọi người cũng ngạc nhiên không biết con mẹ nó tên này là ai vậy Tình huống hiện tại Giống như là Là trên trời rơi xuống Cuối cùng Diêu Thành Quân đứng gần Vương Bình Nhất hỏi Ờ à, xin hỏi cậu là ai Tôi sao Là Vương Bình Là tới tìm anh đó Vương Bình nói Sau đó cúi đầu nhìn về phía đứa bé trai Diêu Đồng Đang đứng ở bên cạnh Diêu Thành Quân Người đó Người chính là con an phải không Người có khỏe không Đây ta là Vương Bình Là bạn trai của Ran Mori đây Rất lâu sau bởi vì Vương Bình xuất hiện Cho nên Diêu Thành Quân cùng với người nhà không cãi nhau nữa Mấy người Diêu Thành Quân cũng hỏi rõ ràng Vị này tới để làm gì Hắn nói hắn đến là để bắt quỷ Giúp nhà của Diêu Thành Quân bắt quỷ Nghe được nguyên nhân Vương Bình tới đây Lập tức đám người của Diêu Thành Quân muốn làm Đó là muốn đuổi hắn đi Thậm chí có người còn muốn xông và đánh hắn Còn mẹ nó chứ Người bị thần kinh sao Thế nhưng không chờ bọn họ đuổi Vương Bình ra hiệu cho Trương Hạo thi triển ra đạo thuật nhìn thấy trương hạo thi triển ra đạo thuật vô cùng bá đạo lập tức đám người thật sự tin tưởng vương bình là đạo sĩ cũng tin tưởng luôn quỷ thật sự tồn tại ở trên đời vương tiên sinh cậu nói nhà chúng tôi tại sao lại bị như vậy à, diêu diêu đồng đến đây một cái là trong nhà liên tục có người chết là là vì ma quỷ tam thúc lo sợ hỏi thần sắc cũng tái nhợt những người khác cũng như vậy nghe được chuyện bị quỷ theo bị dọa đến sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy vương bình liếc mắt nhìn tam thúc cũng lời nói chuyện với cái lão này ra hiệu cho bọn trương nghiên giải thích trương nghiên đi lên phía trước lạnh lùng nhìn tam thúc nói diêu đồng căn bản là không phải sao chổi đâu mà là phúc tinh nữa các người phải cảm tạ nó mới đúng nếu như không có nó nhà các người không chỉ là chết sáu người đâu mà có khi toàn bộ người của diêu gia sẽ phải chết đó Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc Con người co rụt lại Là có ý gì Đúng lúc này Vương Bình đột nhiên nói Ài, Nghiên nghiên không phải giải thích nhiều với bọn họ Để cho bọn họ tận mắt xem đi Này mộ tổ nhà các người ở đâu vậy Mang chúng ta đến chỗ mộ tổ nhà các người đi Chương 183 Trước hết đào mộ của ca ca ngươi Tiếp theo đào mộ của gia gia ngươi Đêm đó mây đen mịt mù Ánh trăng mông lung mờ mịt Mọi thứ trông vô cùng u ám Ở trên bầu trời Sao trời cũng lập lòe Mây đen tỏa ra một cái luồng ánh sáng Trông mịt mù yếu ớt Ngước nhìn lên bầu trời đêm phảng phất như là đang thế cả thế giới Như đang chìm trong bóng tối vậy Một nhà diêu gia Gia phả vốn dĩ là duy trì từ thời thanh triều là một gia tộc dân gian Cho nên ở trên nghĩa địa của Diêu Gia Mộ phần sừng sững Cỏ dại mọc đầy Đứng ở trên nghĩa địa của Diêu Gia Ở trên đỉnh núi Nhìn qua từng dãy mộ phần Gió đêm thổi lồng lộng Cỏ dại phiêu động chập chờn, Cùng với âm thanh của côn trùng cỏ cây Xòa xào sạc Làm cho người ta không rét mà run Cảm giác như có lẽ chỉ một giây sau Sẽ có những bàn tay bàn chân bê bết Từ trong mộ phần đào đất mà ra Lúc này người của Diêu Gia cùng với bọn Vương Bình đi lên núi Nếu như không phải bọn họ cả nhóm đi lên núi Thì cho dù đây là mộ phần ở nghĩa địa nhà mình Mà người của Diêu Gia cũng vẫn cứ run rẩy Âm thanh quốc thuồng đào đất liên tiếp vang lên Vương Bình nhìn mọi người nhà Diêu Gia dơ quốc Cũng không khỏi quay sang bên thượng quan kiến quốc cảm khái nói Này 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 Người ta thường nói đào mộ tổ Nổ mộ tổ Ê, Không nghĩ tới Một ngày ta lại được làm như vậy đó Ta mang người khác đi đào mộ phần nhà người ta Ê, Cảm giác này thật sự là phấn khởi đó Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi là nổ mộ nhà người ta thôi Mấy người thượng quang kiến quốc giờ khóc giờ cười Vừa rồi đến nghĩa địa nhà Diêu ra Vương Bình liền bảo bọn Diêu thành quân Để bọn họ mang theo quốc thuận Đối với vấn đề này Đám người của Diêu Gia cũng không hiểu Tam Thúc hỏi này mang theo quốc sẻng để làm gì vậy Mang đi quốc mộ nhà các người đó Các người cảm thấy có thể làm gì Là để đào mộ đó Bọn rêu ra trừng mắt Người đang đùa ta sao Người bảo chúng ta dẫn người đi đến nghĩa địa của gia tộc Sau đó bảo chúng ta đào mộ Con mẹ nó chứ người làm như vậy Là nhất định sẽ bị trời phạt đó Mặc dù không có đồng ý Thế nhưng Vương Bình lại nói một câu Là có quỷ ở trong nghĩa địa của gia tộc nhà các người đó diêu gia cũng chỉ có thể nghiến răng mà đào hung hăng mà đào không còn cách nào thời đại này thật sự là cũng điên cuồng trên đường đến nghĩa địa tam thúc có hỏi vương bình này vương tiên sinh không biết rõ cậu muốn chúng ta đào cái mộ nào vương bình nhìn chằm chằm vào tam thúc à, chẳng phải là gần đây diêu gia của các người có là chết uh, ca ca của ông đúng không còn có gia gia của ông nữa đúng không còn có nhị gia gia của ông nữa đúng không có ba người đã chết đúng không ờ vâng không chỉ tam thúc có sự cảm bất thường vậy trước tiên là phải đào mộ ca ca của ông sau đó là đào mộ gia gia của ông rồi đào nốt mộ cần nhị gia gia nữa còn nữa đào hết Đây, đào cái nào không cần tôi nói ông cũng hiểu đúng không khóe miệng của tam thúc co giật hiểu cái em gặp cái cục ngươi Vậy là người cứ nói thẳng là đào luôn năm người mới chết gần đây là được rồi Lão cũng không biết Vương Bình sợ dĩ lại oán giận lão như vậy Là bởi vì nhìn lão rất đáng ghét Theo như lời Diêu Thành Quân nói Cùng với lời lúc trước mấy ông chủ tiệm tạp hóa cũng nói Vương Bình biết chuyện gần đây phát sinh ở Diêu Gia Diêu Gia gần đây đã có 6 người chết Có người đồn đại là do Diêu Đồng mang đến vận rồi Mà lời đồn này là từ miệng của Tam Thúc truyền ra nguyên nhân cụ thể cũng không phải là vì chuyện của diêu gia có người chết còn có một điểm là diêu thành quân muốn cho diêu đồng nhập vào trong gia phả kể từ đó diêu đồng có thể được danh chính ngôn thuận nhận tài sản của diêu gia gia diêu thành quân sau khi chết đột nhiên đúng lúc này có một người hoảng sợ kêu lên một tiếng ừ cô cô động cô động kìa mọi người nhìn thấy cái quan tài của diêu gia 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 đã được đào ra đầu tiên người kêu lên sợ hãi chỉ vào trong mộ của diêu ra 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 thân sắc trắng bệch như tờ giấy toàn thân run rẩy cả đám người nhìn sang toàn bộ người của diêu ra cũng run rẩy đàn bà con gái thì hét lên một tiếng ở bên trong cái mộ đào ra trong lòng đất lại có thêm một cái hố căn bản không thể nào là chuột đào được bởi vì cái hố này đủ để cho một người chui qua một cái hố rất to không biết là thông từ trong mộ đi đến đâu nhìn kỹ đám người chợt dựng cả lông tơ bởi vì cái hố này là vị trí kết nối với quan tài sau đó đám người lại tiếp tục đào những mộ phần còn lại tổng cộng là bốn ngôi mộ ở bên trong mỗi ngôi mộ đều có một cái hố như vậy những vách hố kia không giống như là móng vuốt của động vật mà giống như là vết tay của người Biết được tình huống này Trong trực giác của đám người này Có một cỗ khí lạnh Từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trên đầu Tê dại cả da đầu Họ nốt nước bọt Run run dậy dậy Cảm giác được gió đêm ở nghĩa địa lại càng thêm lạnh Bây giờ là 11 mươi 59 phút nửa đêm Tất cả mọi người nhìn năm cỗ quan tài bị đào ra Gió đêm quét lạnh ù ù trên đỉnh núi Dùng mình Ở vương bình tiên sinh Ở tiếp theo chúng ta Chúng ta phải phải làm gì đây Tam thúc run rẩy nói Quỷ xuất hiện Làm cho người của Diêu Gia vô cùng sợ hãi Căn bản là không có dám nghĩ gì tiếp Vương Bình không đáp Chỉ là cùng mấy người bọn Trương Hạo Lặng lặng đứng ở bên cạnh quan tài cách không xa Đám người của Diêu Gia thì quá sợ hãi Không dám đến gần quan tài Đứng dương dính díu lại với nhau Ở một bên Thời gian từng giây từng phút trôi qua Đột nhiên Bây giờ đã qua 12 giờ đêm Đúng lúc này Ở trong quan tài vang lên những tiếng bành bành năm cỗ quan tài được lôi ra ngoài Có bốn cỗ quan tài Phát ra tiếng âm trầm Tựa như có thứ gì đó trong quan tài Đang thúc vào trong quan tài vậy tiếng vang truyền đến sắc mặt của bọn người diêu ra đột biến cảm giác như từ trong yết hầu có một đốm lửa đang cháy rừng rực miệng đắng lưỡi khô trong quan tài lại truyền đến âm thanh mà lần này tiếng vang hơn có những âm thanh làm cho người ta sợ hãi giống như có tiếng người ta thở vậy không bao lâu sau bốn tiếng vang rực lên một tiếng Bốn cái nắp quan tài bị ầm ầm đẩy văng ra, bốn đạo thân ảnh lượn lờ hắc khí từ trong quan tài từ từ bò ra. Đám đàn bà con gái của Diêu ra sợ hãi hét lên. Bọn Diêu Thành Quân và Tam Thúc nhìn bốn thân ảnh nhảy từ trong quan tài ra, con người đột nhiên co rụt lại, thân sắc không thể tin nổi. Đám mây đen ở trên bầu trời cũng dần dần tản đi, ánh trăng chiếu sáng, nhìn thấy rõ mọi thứ. Bốn bộ thân ảnh cũng từ từ hiện ra ở trước mắt của mọi người nhị ra ra cả cả đại bá bọn người của diêu gia, gia bị dọa đến sắc mặt run rẩy nhìn khuôn mặt tái nhợt khô quắt của bốn thân ảnh kia còn người của bọn họ trợn trừng mỗi một người có hai cái răng nanh thật dài nhưng bọn họ vẫn nhận ra chính là những người gần đây đã chết ở diêu gia, gia có nhị gia gia cùng với nhị thúc và đại bá lúc này bốn người này toàn thân tản ra hắc khí người khô quắt như cái thây là 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 cương thi đó không biết là ai hoảng sợ kêu lên làm cho bốn con cương thi cùng nhau quay phát nhìn về đám người của diêu gia bốn con cương thi gầm rú lên hai con người tản ra ánh sáng khiếp người trồm thẳng tới đám người của diêu gia mau 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 chạy đi cứu cứu mạng mọi người của diêu gia hét lên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bỗng nhiên một tiếng hô to vang vọng cả khu nghĩa địa vương bình đột nhiên móc từ trong túi ra một quả cầu ném tới một con cương thi hô lên một tiếng đi pokemon bộ quả cầu vạch ra một đường vòng cung đẹp mắt bắn thẳng vào giữa người của con cương thi trong một sát na mọi người không tin được vào mắt của mình quả cầu đập trúng cương thi trong giây lát con cương thi bị đập trống Bị hút luôn vào bên trong Phanh một tiếng Quả cầu rơi xuống đất Ở trên đó còn có lập lòe một ánh đèn đỏ Quả cầu lắc lơ Sau đó đinh một tiếng Quả cầu dừng động Tất cả phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi Làm cho đám người của Diêu Gia sững sốt Ba con cương thi không thể tin được Chủ nhân Người nói cái gì vậy Bọn họ lại là Pokemon sao Thuộc tính cộng 3 Đám người của Diêu Gia Lúc này cũng đang ngây ngẩn Đột nhiên nhìn về phía đường đệ trẻ tuổi kia Này Cương Cương Thi Lại là Pokemon thật sao Bọn họ biết rõ Tên đường đệ này rất thích xem phim hoạt hình Đối với ánh mắt của mọi người đang nhìn Tên đường đệ này khuôn mặt cũng ngây ngốc Không biết nói gì Bởi vì cái này cũng vượt qua hiểu biết của hắn Hắn lại không muốn nói một lời nào bởi vì đây là hắn rất vất vả mới có thể có cơ hội khoe khoang một lần hắn đáp lại ờ, xác thực là, là có liên quan đến pokemon đó ba con cương thi cũng sững sờ tại chỗ không tin được nhìn vương bình bọn họ vừa mới trở thành cương thi không lâu căn bản là không biết giới linh dị có, có những cái gì đối với lời nói của vương bình cảm giác cũng tự nhiên mà tin tưởng dù sao đồng bọn của bọn họ quả thực cũng bị bóng pokemon thu vào ba con cương thi đang hoài nghi chúng ta lại là pokemon thuộc tính cộng ba không chỉ là ba con cương thi đang chấn động vì thân phận của mình mà đám người của diêu gia cũng đang chấn động cương thi lại hóa ra chính là pokemon nghĩ tới đây đám người dường như hiểu ra điều gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhị gia gia của bọn họ biến thành cương thi mà cương thi là pokemon đây chẳng phải nói nhị gia gia của bọn họ đã biến thành pokemon sao ông trời ơi đang lúc đám người chấn kinh Vương Bình từ trong túi lại móc ra Một quả bóng Pokemon khác Đột nhiên ném vào một trong ba con cương thi Đi thôi bắt lấy Phanh một tiếng Bóng Pokemon đập trúng con cương thi Cũng như lúc trước Cương thi bị thu vào Quả bóng lắc lư mấy lần Đèn đỏ lập lòe Tịch mịch Toàn bộ lâm vào một cảnh tịch mịch vô cùng Toàn bộ diêu ra đều trợn mắt Ngây ngẩn ra như phỗng vậy Lại bị bắt Đại bá lại bị tiếp tục thu thành Pokemon sao Nhìn đại bá bị thu phục Tam thúc kinh hãi không nói lên lời Trong lòng tự lẩm bẩm Này này đại ca của ta đã, 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 biến thành Pokemon Đại ca của ta bị biến thành Pokemon Bị thu vào trong quả bóng rồi đó Các người có nhìn thấy hay không Đối mặt với Vương Bình ném ra bóng Pokemon Hai con cương thi còn lại cũng sợ hãi Lúc này Vương Bình đưa tay chỉ về hai con cương thì nói nào nào tới đây trở thành pokemon của ta ta sẽ luyện cho các ngươi thành pokemon mạnh nhất trong quỷ hệ chúng ta sẽ đi đánh tất cả đạo quán đi giật hết toàn bộ huy chương của bọn họ các người không cần sợ hãi ta cũng là một uh, huấn luyện viên rất thần kỳ ta cũng rất bá đạo đó cũng không phải cái loại như là mấy cái tên agassi kia kia hai mươi năm cũng không có lấy được một cái cúp b quán quân à, hay, vì sao bởi vì ta nhất định sẽ trở thành uh, một huấn luyện viên mạnh nhất đó Hai con cương thi sợ hãi Không Chúng ta không muốn trở thành Pokemon Chúng ta không muốn bị trói buộc Thuộc tính cộng 2 Vương Bình lại một lần nữa móc ra một quả bóng Pokemon Thấy vậy Hai con cương thi kinh hãi Hai con cương thi run lẩy bẩy Điên cuồng chạy trốn Muốn tránh khỏi bóng Pokemon của chủ nhân Thuộc tính cộng 2 Nhất thời Mọi người thấy một hình ảnh cổ quái Vương Bình ném tiếp ra một quả bóng Pokemon hai con cương thi điên cuồng bỏ chạy tránh trái tránh phải sau đó đằng sau vương bình lại nói chạy đi đâu chạy đi đâu ngoan ngoãn làm pokemon của ta xem bóng không bao lâu sau hai tiếng phành phành vang lên hai con cương thi bị thu vào trong bóng pokemon vô cùng sợ hãi ta không muốn đi làm pokemon đi đánh nhau cho người thuộc tính cộng hai hai con cương thi bị thu vào trong bóng Toàn bộ bốn con cương thi đã ở trong tay của Vương Bình Đối với vấn đề này Ở toàn bộ mọi người ở đây Cũng đang trợn mắt há mồm Sắc mặt của người diêu ra Cũng rất phức tạp Nhị gia gia của mình Và đại bá biến thành Pokemon của Vương Bình Lúc này trong đầu của bọn họ xuất hiện một hình ảnh Một hình ảnh vô cùng đau đầu Ở bên trong một đạo quán Vương Bình hét lên một tiếng Ta quyết định dùng người Pokemon cương thi Sau đó Vương Bình ném ra một quả bóng Pokemon thả ra bọn nhị ra ra nhị ra ra ở sân của đạo quán ngửa mặt lên trời gầm thét cùng với pikachu đánh nhau một trận toàn bộ người của diêu gia đều đau đầu cảm khái bọn họ cũng không có chơi ý tới ở bên kia tên đường đệ đang run rẩy kích động trong miệng lẩm bẩm thần kỳ bảo bối thật là thần kỳ cường thí lại là pokemon tên này cũng rất kích động hai con người tỏa sáng nhìn về phía vương bình Hắn đang nghĩ mình liệu có nên xin Vương Bình mấy quả bóng Pokemon đi thu vật Pokemon hay không Sau này hắn sẽ chính thức đặt chân lên con đường đại sư luyện Pokemon Tên đường đệ méo mó bắt đầu điên cuồng dâng lên một nhiệt huyết Chương 185 Chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt Tường sở tỉnh Long Sơn huyện ở trong nghĩa địa của Diêu Gia Vương Bình sau khi thu phục bốn con cương thi Cũng không có vội rời đi Ở vượng Vương Bình tiên sinh Tam Thúc nhẹ giọng hỏi Khuôn mặt cũng đầy nghi hoặc Không giống như trước đây Hiện tại Tam Thúc đối với bọn Vương Bình Đều là vô cùng kính phục Dạp đầu sát đất Lại nhìn thấy thủ đoạn đuổi quỷ của Vương Bình than bản là cũng không dám nói to Có thể khẳng định được một điểm Hiện tại Vương Bình bảo Tam Thúc đi về phía đông Lão tuyệt đối sẽ không dám đi hướng khác Thậm chí có đánh giấm thì cũng phải kẹp đít đứt quãng Sợ đánh giấm quá to Toàn bộ của người, người của Diêu Gia cũng hoang mang như vậy Không phải đã tiêu diệt được cương thi sao Vì sao Vương Bình tiên sinh còn chưa có đi Vương Bình không nói Đi tới bộ quan tài thứ năm. Lúc này sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi Bị dọa cho tái cả nhợt mặt Bọn họ đột nhiên nhớ ra Vương Bình mới chỉ bắt bốn con cương thi Nhưng ở đây có đến năm cỗ quan tài Nó cái khác là vẫn còn một con cương thi nữa Bọn họ khó khăn Nút nước bọt Hoặc là hai tay lặng lặng Nắm chặt vào với nhau Đám người khẩn trương Nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài thứ năm Đây chính là cỗ quan tài của Gia Gia bọn họ Trước đây Diêu Gia đã chết mất mấy vị trưởng bối phải đến là năm sáu người cùng lúc đó vương bình đi đến bên cạnh quan tài hắn nhẹ nhàng gõ vào trên vách quan tài này quay way way ngươi có khỏe không này ngươi có ở đó không này ờ uh, người mua máy bay uh, ship đến xin kiểm tra và nhận hàng một cái đi way người của diêu gia bên kia cạn lời ở trong quan tài cạn lời cương thi trong quan tài run rẩy không dám đáp lại chủ nhân sợ bị mở quan tài mà ra sau đó bị thu phục làm pokemon thuộc tính cộng một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu vương bình mỉm cười kỳ thật năm bộ quan tài bị đào ra bọn vương bình và trương hạo đã cảm nhận được ở trên năm bộ quan tài này đều có thi khí phát ra nồng nặc cho đến bây giờ khi vương bình gõ gõ vào quan tài thi khí lại càng tỏa ra nồng đậm nhất hiển nhiên đây là cỗ cương thi sớm nhất của diêu gia đồng thời cũng là con cương thi thông minh nhất cương thi cũng giống như yêu ma quỷ quái rất sợ ánh nắng mặt trời chỉ có ban đêm mới dám đi ra đó là cương thi mới hóa thân phải đến 12 hai giờ tối mới có thể tỉnh lại bất quá gia gia của diêu gia này là ngoại lệ bởi vì lão đã liên tục liên tục giết chết 5 người Đã không còn là cương thi bình thường Cũng không phải đợi đến 12 giờ đêm mới tỉnh lại như vậy Thời điểm đào mộ diêu ra diêu ra 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 đã tỉnh Nhưng lão cũng không có chạy ra ngoài Muốn xem một chút Rốt cục là tình huống gì Tại sao người của diêu ra trạng vạng tối Lại tới đào mộ bọn họ Chính là vì ý tưởng này của lão Cho nên đã cứu lão một mạng Mặc dù đang nằm trong quan tài Nhưng đối với động tĩnh ở bên ngoài Lão vẫn nghe thấy Xuyên qua khe hở của vách quan tài Lão nhìn thấy Vương Bình đang dùng bóng Pokemon Để bắt Cương Thi Giây phút này Ra ra Cương Thi run lẩy bẩy Còn không cả dám thở Trực tiếp nằm im trong quan tài Muốn là một người chết Đồng thời trong lòng mặc niệm Ta đã chết, ta đã chết Ta không phải là Cương Thi, là ta chết thật rồi đó Là lão đang tự thôi miên bản thân mình Nhưng lão không biết kỳ thật Lão đã sớm bị mấy người Vương Bình phát hiện Những tiếng gõ vách quan tài vẫn cứ vang lên Vương Bình lại gần gõ gõ tiếp Uầy, người có khỏe không? Ta đến ghi đồng hồ nước à, Xin mở vách quan tài ra Diêu ra cương thi Đau cả đầu Em gái người đây là quan tài Ở trong quan tài làm gì cần vòi nước sạch đâu Thuộc tính cộng một Uầy, người có khỏe không? Ta đến ghi số điện đó Ờ, à, quê, ngươi có khỏe không? Ta đến ship một nữ cương thi Ngực rất bự mông, rất cong Mở quan tài ra đi Hiện tại ta sẽ nhét nữ cương thi này vào <laughs> Diêu ra 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 đang tự thôi miên bản thân Là mình bị phong ấn ở trong quan tài Không thể ra, không thể mở được Thuộc tính cộng 1 Ở trong quan tài không có động tĩnh Vương Bình xem thường Lại tiếp tục nói mau mau ra đây à, đang ưu đãi mùa xuân đó chỉ cần người ra gầm lên một tiếng lập tức có thể được tặng một bộ quan tài được chế tạo bằng đàn mộc ở bên trong còn lắp điều hòa và tivi còn có cả wifi nữa mau mau ra đây hay cương thi vương tướng thần muốn triệu tập tất cả cương thi để họp hội nghị sau đó còn ăn lên hoan đó mã hiểu linh cũng đang ở đây đến đây mà gặp mã tiểu linh này người của diêu gia ở bên cạnh nhìn vương bình cũng không biết mệt mỏi mà hướng về quan tài ngồi nói chuyện nhưng quan tài cũng không hề có một chút động tĩnh Bọn họ hiểu rằng là da da của bọn họ nhất định là đang ở bên trong Lúc này Người của Diêu Gia cũng đau đầu Vương Bình ở trước mặt bọn họ Đùa giỡn trưởng bối của bọn họ đã chết Mấu chốt là bọn họ cũng phải chấp nhận Thậm chí còn đang ngóng trông Vương Bình Tranh thủ thời gian để mở quan tài ra Một lúc sau Vương Bình cũng không có lại nhải nữa ra Gia cường thì cũng sắp sửa sắp phát điên. Cuối cùng, ông dùng lên tiếng: à, "Ta, ta sẽ không làm uh, Pokemon của người đâu." Âm thanh từ trong quan tài truyền ra. Người của Diêu Gia biến sắc. Đây là âm thanh của Gia Ra. Đúng lúc này Vương Bình lại nói: "Ai nói ta muốn người trở thành Pokemon của ta?" Ra Ra cường thì ngây ngốc. Không phải muốn trở thành Pokemon Vậy muốn ta làm gì Này không lẽ là muốn tặng ta Một cái quan tài chế tạo bằng đàn mộc Ở bên trong có điều hòa TV và wifi chứ Thuộc tính cộng một Đám người của Diêu Gia Cũng hoang mang nhìn nhau Vương Bình tiên sinh không thu ra ra làm Pokemon Là vì sao Bởi vì lương tâm cắn rứt hay sao Cảm thấy lấy trưởng bối của nhà người ta Làm Pokemon là không tốt hay sao Vậy Người muốn làm gì Ở bên trong quan tài lại truyền ra giọng nói Cũng không còn run rẩy nữa Trong giây phút ra ra nói chuyện Vương Bình lại đáp Ra bị đánh nó Đám người cạn lời Ở trong quan tài cũng cạn lời Cương thi ra ra sợ hãi Điên cuồng run lẩy bẩy Ngươi gọi ta ra để đánh Còn chi bằng là bắt ta làm Pokemon Thuộc tính cộng một Đám người của Gia Gia, Diêu ra cũng biến sắc, Hóa ra bọn họ hiểu sai Vương Bình lần này không muốn thu Mà lại muốn đánh trưởng bối diêu ra của bọn họ Cùng với câu nói này của Vương Bình vang lên Quan tài lại một lần nữa không có động tĩnh Gia Gia cương thi Kiên định Gia Gia ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài Ta là đã chết ở đây Cũng sẽ không bước ra quan tài làm gì Thuộc tính cộng 1 Sau đó Vương Bình gõ gõ quan tài Quan tài lại tiếp tục không có động tĩnh, Vương Bình chậm rãi lui lại, cách xa quan tài của Diêu gia cương thi một chút. Lúc này, đám người nghi ngờ, Diêu gia trong quan tài lại mừng rỡ, chẳng lẽ người này chuẩn bị từ bỏ. Cho đến khi cách quan tài độ 10 mét Vương Bình dừng lại. Này 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 này, mấy người cũng cách xa quan tài một chút, ờ à, đứng bên này với ta này, đứng bên này này. Đám người trong lòng vẫn đang hoang mang, nhưng vẫn cứ làm theo. Cương thi gia gia đang hoang mang Chủ nhân muốn làm gì Mọi người đứng xa như vậy Liệu rằng à, Ngươi định làm gì Thuộc tính cộng một Sau khi đuổi người của Diêu Gia Và bọn Trương Hạo đứng cách xa 10 mét như mình Vương Bình hai tay Làm thành hình vòng tròn Khum lên miệng Hướng về cỗ quan tài Ở bên kia hô to Này vị trong quan tài nghe đây Này Nghe cho kỹ vào Hiện tại Ngươi đã hại người vô tội Là làm trái với pháp luật Ta cho người ba giây bỏ vũ khí Nếu không xét ngươi là người già Ta tuyệt đối sẽ tiến hành chủ nghĩa Hủy diệt nhân đạo Cương thi ra ra sửng sốt Chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo Thuộc tính cộng 1 Nghe lời của Vương Bình nói Diêu đồng kéo kéo ống áo của Diêu Thành Quân Cha Chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo là gì vậy À, là là lấy à, à, đem hủy diệt à, sinh mệnh của một thứ à, bằng một cách nào đó để hạn chế nhất sự đau khổ đó. Đồng Đồng con con có thể hiểu đơn giản là chết mà không đau đớn. Diêu Thành Quân lắp bắp trả lời. Nghe vậy Đồng Đồng chớp mắt. Là là giảm bớt sự đau đớn khi chết phải không? À à, à đúng đúng là như vậy đó con trai. 186 Tối nay Gia Gia chết bởi chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo Diêu Thành Quân giải thích cho Diêu Đồng Mọi người của Diêu Gia cũng nghe thấy Cũng không phải ai cũng biết Chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo là gì Nhưng qua sự giải thích của Diêu Thành Quân Đám người cũng hiểu Nhao nhao nhìn về phía của Vương Bình Vương Bình tiên sinh là người tốt Cho dù là Gia Gia cương thi Trở thành cương thi Nhưng vẫn biết kính giả yêu trẻ đây cũng là một truyền thống của hoa hạ bây giờ mới nhớ ra vương bình tiên sinh ngoại trừ thu đại bá bọn nhị gia làm pokemon tự hồ như cũng không có giết bọn họ quả nhiên là người tốt thời điểm mọi người còn đang nghĩ như vậy vương bình vang lên nào được rồi ta bắt đầu người chỉ có thời gian ba giây ta đếm đây một hai ba vương bình rất nhanh đọc lên làm cho người của diêu gia sửng sốt này cái gì vậy nó cái gì mà ba giây Người đọc là quá nhanh Ê, Người như vậy Thời điểm của Gia Gia đẩy vách quan tài ra còn không kịp Không để cho đám người hoàn hồn năm ngón tay của Vương Bình chộp một cái Bạch trạch thần lực phun trào Lập tức tụ lại ở trên tay Tụ lại thành một quả bóng bằng ánh sáng Quả bóng tỏa ra ba động vô cùng kinh khủng Sau một khắc Vương Bình đem quả bóng Đẩy về phía các quan tài của Diêu Gia 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 cách 10 mét rồi hắn quát lớn sức mạnh của pokemon lôi điện một tiếng nổ to vang lên mặt đất dường như là chấn động một cỗ lực trùng kích quét tới như là cuồng phong đem quần áo của mọi người thổi bay phần phật ở xung quanh cỏ hoang cây cối rung động kịch liệt chập chờn Người của Diêu Gia ngơ ngẩn sững sờ Trong giây phút ngắn ngủi trôi qua Có người của Diêu Gia kêu lên một tiếng Gia dạ, dạ Thái Gia dạ. Chà Đám người của Diêu Gia thất thần Ngây ngốc nhìn xem Ở phạm vi cách 10 mét Bụi mù mịt Trong một giây vừa rồi bọn họ thấy Vương Bình ném ra một quả cầu ánh sáng Quả cầu ánh sáng đập lên quan tài của Gia Gia Trong khi đó Đám người dù không biết quả cầu ánh sáng là cái gì nhưng trong đầu cũng hiện lên một danh từ là lựu đạn còn mẹ nó chứ luồng ánh sáng đó khả năng là lựu đạn quả cầu đập lên quan tài của gia gia uy lực thậm chí còn lớn hơn cả lựu đạn quan tài bị vỡ nát tính cả diêu gia 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 trong quan tài có khi cũng bị nổ tan thành quan tài nổ tung từng mảnh ván gỗ quan tài bay tứ tán sức nổ bắn lên tận trời bụi mù bốc lên mù mịt Phanh một tiếng Dường như có thứ gì đó rơi lên đầu của Tam Thúc Sau đó thứ này rơi xuống đất Tam Thúc vô ý thức nhìn xuống đồ vật ở dưới đất Sắc mặt ngây ngốc đến hóa đá Chính là một khối vụn gỗ quan tài rơi xuống Lúc này Bọn người của Diêu Gia nhìn chằm chằm vào Vương Bình Trong lòng thật sự là muốn mắng to một trận Vương Bình tiên sinh Người nói đùa cái gì vậy Người nói là chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo Người lại đem ra ra tan nổ tan tành Đến cả quan tài cũng cho nổ bay cả lên trời con mẹ nói chứ Da da của bọn ta là bị ngươi cho nổ nát. Nhìn xem quan tài đổ nát, đến không còn cả một sợi lông, bọn họ cũng cảm giác mà đau đầu. Cái này mà gọi là chủ nghĩa hủy diệt nhân đạo để giảm bớt đau khổ khi chết sao? Thế nhưng đám người kia không có phát hiện mà tên đường đệ lại cũng rất rõ, hắn lặng lẽ lấy ra một quyển nhật ký, móc ra một cây bút viết lên nhật ký. Ngày mùng 5 tháng 3, tối nay Gia Gia bị chết Bởi chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt Chết rất thảm Mấy người thượng quan kiến quốc cũng nhìn nhau Giờ khóc giờ méo Bọn họ biết rõ Chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt của Vương Bình Tiên Sinh Không có đơn giản Cái này làm sao gọi là giảm bớt thống khổ Cái này là nổ tan tành chỉ trong nháy mắt Không cả kịp biết đau là gì Lữ Hoành Vũ đột nhiên lo lắng nói Này Vương Bình Tiên Sinh là muốn đào mộ tổ của người ta nguyện vọng cũng thực hiện bây giờ còn cho nổ tung cả mộ tổ nhà người ta cũng được toại nguyện hắn nhớ tới lúc vương bình đào mộ tổ diêu ra vương bình đã nói mình còn muốn nổ cả mộ tổ nhà người ta hiện tại hắn đã thực hiện được đào mộ cũng đã đào nổ mộ cũng đã nổ nổ chết cương thi ra ra vương bình phủi phủi tay năm con cương thi kiếm được hơn 50 điểm thuộc tính Còn có thể nổ được cả quan tài nhà người ta Cũng vui vẻ Hắn quay người phất tay ra hiệu cho đám người của Diêu Gia Được rồi đi thôi Quay về Tiến hành hủy diệt chủ nghĩa nhân đạo Đối với nhị bá của các người vậy Đám người nghe vậy thì cạn lời Quay về biệt viện của Diêu Gia Đám người Diêu Gia thỉnh cầu Vương Bình cũng khe không đem nhị bá kia nổ tung mà chỉ đem đi hỏa táng người bị cương thi cắn một khi lưu lại thi độc thi thể không hỏa táng thì chắc chắn cũng sẽ biến thành cương thi sau khi đem nhị bá hỏa táng người của diêu gia mới thở phào một hơi sự tình dường như là cũng kết thúc đúng lúc này diêu thành quân đột nhiên hỏi vương bình ở ờ, vương tiên sinh cậu nói người nhà của diêu gia chết là vì cương thi vậy chúng tôi cũng cũng đã trông thấy cương thi nhưng mà vì sao cậu lại nói đồng đồng là phúc tinh nhà chúng tôi vậy Diêu Thành Quân nhớ mãi không quên Vương Bình khi đó nói với bọn Trương Nghiên Trương Nghiên đã nói Diêu Đồng căn bản không phải là sao trội Mà là phúc tinh Các người phải hẳn là phải cảm tạ nó mới đúng Nếu như không có nó Nhìn Diêu Gia nhà các người không chỉ là chết sáu đâu Mà toàn bộ Diêu Gia cũng phải chết đó Hắn lên tiếng trả lời Làm cho đám người Diêu Gia Bao gồm cả Tam Thúc đều trợn mắt nhìn Kỳ thật bọn họ cũng hoang mang ở trong lòng Không hiểu vì sao Diêu Đồng lại là phúc tinh của bọn họ còn nói nhờ có nó mà Diêu ra mới chỉ chết có sáu Phải biết Diêu Đồng bất quá chỉ là một đứa bé 10 tuổi Bộ dáng lại rụt rè Làm sao lại có thể bảo vệ được Diêu ra Lần này Vương Bình cũng không có trần trừ Dù sao Cương Thi cũng đã xử lý xong liền nói chân tướng cho người kia Cổ nhân có nói Quỷ là vật âm tà Sợ dương khí Người bình thường có ba ngọn đèn Đại biểu cho dương khí của người một khi ba ngọn đèn này bị tắt mất một Dương khí sẽ không đủ Dễ dàng bị quỷ quái tiếp cận Đây cũng chính là lý do dân gian có tập tục Nửa đêm đi đường Nếu như có người ở sau lưng gọi Thì đừng có vội vã quay đầu Bởi vì quay lại rất dễ Thổi tắt ngọn lửa trên vai Người bình thường chỉ có ba ngọn đèn Dương khí cũng giống nhau Nhưng Cái này cũng không có nghĩa là không thể tăng dương khí Chỉ cần trong lòng có cương dương Dương khí sẽ ngập tràn Ví dụ như là cảnh sát nhân dân Hoặc là bộ đội Bọn họ quang minh lẫm liệt Trong lòng tuân theo chính nghĩa Lại còn được quốc gia uy phong phù hộ Cho nên Bọn họ dương khí lúc nào cũng sung túc Yêu ma quỷ quái tập kích người thường Chứ rất hiếm khi dám tập kích Cảnh sát và quân nhân Đây cũng không chỉ là một thủ đoạn Để tăng dương khí Còn có cả thiên tiên thiên Có một số người trời sinh Âm à, ở dương khí còn nồng đậm hơn những người khác Diêu đồng là một đứa bé như vậy Nhưng nó trời sinh âm khí tràn đầy Quanh thân của bọn nó còn có bốn ngọn đèn Nói đến đây Vương Bình đưa mắt nhìn Diêu Thành Quân Ông nhận nuôi Diêu Đồng Hẳn là biết ngày sinh tháng đẻ của nó chứ Diêu Thành Quân gật gật đầu Đem ngày sinh tháng đẻ của Diêu Đồng nói ra Lúc này nếu như có thể tướng số ở đây Sau khi nghe được ngày sinh tháng đẻ của Diêu Đồng Sẽ phát hiện Diêu Đồng là sinh vào năm Dương Tháng Dương Và ngày Dương Người ta gọi là người Tam Dương Người Tam Dương sẽ nhiều hơn người bình thường Một ngọn dương hỏa Trời sinh dương khí ngập tràn Mà người Tam Âm Thì nhiều hơn người bình thường một ngọn âm hỏa Là thân mang đầy âm khí Theo như Diêu Thành Quân nói Diêu Đồng lúc sinh ra Đã có như vậy Vương Bình cũng lo lắng nói... Cổ nhân có nói Tam Dương khai thái, ý là cát tường, trên thực tế là chỉ thời điểm đồng đồng sinh ra đã là người Tam Dương đó. Nhà có người Tam Dương không sợ kỷ quỷ thần xâm nhập, nghe chưa? Mọi người của nhà Diêu Gia nghe đến đây cũng gật đầu như bổ tỏi. À, 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 vâng, vâng, à, à, chúng tôi biết, chúng tôi biết... chương 187 hết tập 27 xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại